Hai chào tất cả mọi người. Thì bây giờ mình bắt mấy con chim ra để mình gửi đi về Đồng Tháp. Thì sẵn đây thì mình cũng nói chia sẻ với anh em này luôn là sau này thì mình sẽ đăng cái video mà mình bắt chim ra sẽ ở trên kênh Farm Trung TV ha. Thì mong anh em có xem thì chịu khó qua xem giúp mình ở bên này. Tại vì ở bên kia thì mình sẽ quay chim và mình ra chim hay này kia nọ thôi, chứ còn mà bắt chim chuyển chim đi thì mình sẽ chính thức mình sẽ làm ở bên kênh bên này luôn ha. Ok, thì giờ cái hùng thì mình đóng hai ngăn lần đi một cặp với là một con. Ok, thì trước mắt thì mình sẽ bắt cái cặp này đi trước ha. Đây là cái cặp hôm bữa mình có nói với anh em á, chính là nó bị rụng lao á, là nó rớt lông. Con tống hiện tại nó đang rớt lông. Và anh em hỏi mình á, chim á thì của mình đa số là mắt to mũi thông thì nhiều chứ không có là mũi tịt ha. Đó thì nó đang te tu tơi đã hết, do mình nhốt hai con ở chung á thì nó sẽ bị như thế này ha. Đây mắt. Ok ha. Nó rớt mép luôn rồi đó. Đó giờ anh em ha. Ở trong này nó dần hè nè. Ok, giờ mình sẽ cho nó vào phục. Mấy con này mình ghép sẵn rồi anh em, giờ là chỉ có quăng vô AV thôi nè ha. Ok, móng đầy đủ ha, mắt đây, vậy là mới ở con. Quên cho anh em coi nè, đuôi ngắn mà tôm hết ha. Mấy con máy mình đợt này nói chung là chim đa số là con nào cũng đuôi tôm hết á. Con này thì là cái con mà to con mà mình nói mình treo ở trên á, thì nó đây đó. Ok, giờ mình bắt ra. Thì con này hồi bữa bản đuôi nó gần 2 xăng, đuôi nó 18 hay 18 mấy nhớ là hơn 18. Thấy đuôi nó tôm à. Quên cầm xéo khéo là hồi nó mất tiêu luôn ạ. Con này cũng mép trong luôn này đó, nó còn nó vàng ở trong ở ngoài hết vàng rồi. Ok, móng đây bấm đầy đủ ha. Đuôi thì mình đẩy cái khùng mà em có thể thấy được nó sẽ tôm như thế nào. Còn mà đã dày hỏi nó rồi đó, anh em đo đường sọc này đó. Đó ok ha, mắt bên này mũi thông ha,
Ok, cho vào phòng thôi. Rồi mới ở lần. Xong giờ mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn ha. Thì giờ thì cũng còn vài con thôi, anh em thích nào thì alo cho mình ha. Thì muốn quay con nào mình sẽ quay rõ cho anh em xem, có thể là anh em các bạn Zalo cho mình thì mình sẽ gửi những cái video đó nhỏ nhỏ qua cho anh em xem nó dễ hơn ha.